Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bị liệt từ lúc còn nhỏ, hơn ai hết, người phụ nữ này hiểu sự khó khăn mà người khuyết tật phải trải qua. Chị cũng hiểu niềm khát khao được học tập, được làm việc và cống hiến của người khuyết tật. Điều đó đã thúc đẩy chị đi khắp nơi để học cách giúp người khuyết tật có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD hay còn được biết đến với tên Hội quán Đời Rất Đẹp do chị sáng lập, nhưng là cách để chị tạo cơ hội bình đẳng, cơ hội phát triển cho người khuyết tật. Chị là tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến. Nó đi từ cái kinh nghiệm của tôi là người khuyết tật. Từ nhỏ cho đến lúc lớn, là vô đại học, rồi ra trường đi tìm việc làm thì gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở, mà đặc biệt trong đó là những cái cản trở trong môi trường cũng như là trong cái cách mà người ta nhìn như người khuyết tật. Người ta không xem người khuyết tật như là có khả năng, và ngay bản thân tôi là bị từ chối một cái việc làm không phải bởi vì tôi thiếu khả năng mà bởi vì tôi là người khuyết tật. Cho nên tôi muốn làm một cái trung tâm để làm sao thay đổi cái điều đó, có nghĩa là làm sao để hỗ trợ cho người khuyết tật những cái cơ hội để họ có thể tự tin, họ có đủ kỹ năng và họ có thể đi học hoặc là đi làm, thay đổi cuộc sống của mình. Hoàng Yến đã vượt lên hoàn cảnh của mình bằng một ý chí kiên cường hơn ai hết, được minh chứng bằng bản thành tích với 2 bằng cử nhân đại học, 1 bằng thạc sĩ chuyên ngành phát triển con người tại Mỹ, và mới đây chị nhận thêm bằng tiến sĩ ở Úc. Với năng lực của mình, chị Yến nhận được nhiều lời mời làm việc tốt ở nước ngoài. Thế nhưng, trong chị vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm. Làm thế nào để có thể giúp đỡ những người khuyết tật có thể tự tin, dám thể hiện mình và hòa nhập được với xã hội? Để rồi cô từ chối mọi cơ hội, trở về Việt Nam và táo bạo thành lập Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD vào năm 2005. Dưới sự điều hành của chị, DRD đã trực tiếp hỗ trợ khoảng 15.000 lượt người khuyết tật. Chị Yến cũng làm việc với chính phủ và các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến người khuyết tật, thúc đẩy xây dựng một môi trường thân thiện dành cho người khuyết tật. Khi mình giúp cho người khuyết tật thì người ta cảm thấy người ta vui với cái điều đó, người ta cảm thấy người ta muốn thay đổi cuộc đời của mình, thì những cái thay đổi của người ta nó tạo thêm cho mình cái động lực để mà mình đi tiếp. Cô gái Phan Thị Rác, quê ở Phan Rang, nhận được thông báo trúng tuyển học bổng của chính phủ Úc đã hơn một tuần nay. Thế nhưng đến tận bây giờ, Rác vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Bởi trước khi đến với DRD và gặp chị Hoàng Yến, cô chưa bao giờ dám nghĩ một người khuyết tật như mình lại có thể nhận được cơ hội tuyệt vời đến như vậy. Cái học bổng mà Rác nhận được này cũng sự động viên của cô. Cô khuyến khích nên đi. Tại vì đó vừa mang lại cơ hội cho DRD cũng là vừa phát triển bản thân cho Rác. Là đến với DRD là được DRD trao quyền nhiều hơn, là được là trong nhóm thanh niên, lãnh đạo nhóm, và có nhiều cơ hội để bộc lộ những khả năng vốn dĩ mình không biết là mình sẽ làm được, và được ra trường được các anh chị tin tưởng và tạo điều kiện để làm việc, từ người hưởng lợi của DRD trở thành một nhân viên của DRD. Chị Yến không chỉ đồng hành cùng Rác mà còn với rất nhiều những người khuyết tật khác. Từ những buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm hay tập huấn, sinh hoạt chuyên đề mà DRD tổ chức, những người khuyết tật được cung cấp thông tin, được rèn luyện kỹ năng và đặc biệt họ tìm thấy giá trị của bản thân. Chính chị Yến và DRD đã giúp họ cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều ý nghĩa. Chị thấy Yến là một người mà tạo cho chị một cái người ta gọi là gì ta? Người truyền cảm hứng. Đúng, Yến là người truyền cảm hứng cho chị và cảm thấy chị tự tin hơn, và chị không có chị không có như e dè như là những lúc trước. Chị thấy Yến rất tâm huyết, cái làm việc gì cũng nghĩ cho người khuyết tật tụi chị rất nhiều. Tới giờ là đã được 10 năm rồi. Đó, thì khi tới sinh hoạt trong mạng lưới DRD thì chúng tôi được rất là nhiều cái gọi là lợi ích ấy. thì thứ nhất là chúng tôi kết nối được với các tổ chức người khuyết tật khác ở trong mạng lưới, ở trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi còn có cơ hội là tới DRD sinh hoạt nhờ cái không gian của DRD suốt từ năm 2010. Đó thì tới đó thì các con của chúng tôi học được rất là nhiều kỹ năng. Chị Võ Thị Hoàng Yến đã giúp người khuyết tật chạm đến ước mơ của đời mình bằng một tấm lòng nhân ái, một trái tim bao dung. Chị truyền cho họ sự dũng cảm, dám đương đầu, quyết tâm để sống và chiến đấu lại số phận, tạo điều kiện cho người khuyết tật được phát triển. Bởi chị vẫn nói rằng khi hỗ trợ được một ai đó chính là cách để lan tỏa yêu thương. Được biết, cuối tháng 8 này, tiến sĩ Võ Thị Hoàng Yến là một trong 6 người vinh dự nhận giải thưởng Ramon Magsaysay Award của Philippines, một giải thưởng thường niên tôn vinh những anh hùng của niềm hy vọng, được xem là giải Nobel châu Á. Ekip chương trình cùng với các thành viên tại DRD đã bí mật dành cho chị Hoàng Yến một món quà bất ngờ. Cái này để ký những cái ký những cái hợp đồng $1.000.000 là đúng không? Đúng rồi. Ít ai biết rằng đằng sau người phụ nữ kiên cường mãnh liệt ấy lại là một tâm hồn hết sức lãng mạn. Trước khi chia tay, chúng tôi được chị hát cho nghe bằng giọng ca trong trẻo nhưng vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ thay vì hình ảnh một người bị khuyết tật thì người ta nhớ hơn về một nữ giám đốc đầy nhiệt huyết, một tiến sĩ giỏi giang, một tâm hồn nghệ sĩ cùng một tấm lòng nhân ái biết sẻ chia. Chị chính là Võ Thị Hoàng Yến.